cháo nó làm khô. Cháo mình mua nha. Ừ. Cái nào ở trong chợ đó, cái đó là mình ăn cá khô là cá khô mà. 9 giờ hôm qua ở đó. Wow, hết sảy. Hết sảy mấy. Rồi, con này. Thôi, tắm đựng đi thôi. Rồi cá chích, rồi cá chích. Cô đó bụng lá cái gì tùm lum ngon quá. Đâu cái dân rồi đâu. Cái con kia còn cái kia rồi. Kêu quán ăn mới để cho khách đổ bụng á. Vô đâu. Rồi cá chích. Tối lắm con. À, cái này phần ngôn à? Đây là luận này, từ hôm qua đến giờ là không có luận này. À, đấy, luận này có ngôn luận này. Thiếu là có ngôn mà không có luận không được. Đang ngồi đây. Ngày mà nở lòng nào, chứ ngày mai anh đòi. Ngồi đi con, chúng ở đây luôn. Chơi không được, không được. Ngồi đi con. Dạ. Ngoài Dung đâu? Đây. Hai Dung kia sang ngồi tốt đằng kia. Oh, bia lạnh hả? Trời hả? Hôm nay chú phải uống miếng bia nha. Nhất định nha. Đây là phải một chút. Biệt đâu? Để đang làm đầu bếp hả? Được, chú ngồi đây, có đây rồi, có đây. Đây có rồi này con, đây này, cảm ơn con. Đây đây, ngồi đây, ngồi đây. Đó, bây giờ mọi người, rồi bây giờ tới tôi. Gì cả? Không, không ăn khí thế là mất quyền lợi đó nha. Có thể thêm tương á. Cho thêm tương. Cho thêm tương đi em ơi. Ồ, cấm nè. Tương có. Ta chuẩn bị tốt cho mày mà đừng la lụm lụm đi, bốn gì đói bụng thiếu hồn vậy, vậy mới ngon chứ. Cho thêm cái nước này đi em ơi. Cho lên mình chia nhau cũng được. 8 chai hay gì? Ít thôi, cỡ con đi là lấy 8 chai hả chị? À, với mấy cái ly. Thôi con mời cha. Mời 2 chai. Có đủ chỗ không? Dạ, có đủ. Thiếu thiếu là lên liền. Thiếu là lên liền. Em ơi. Chị Dung đút giùm đi cho Dung ăn. Vâng. Không sao đó. Đây phải uống cái cá nó tươi rồi. Cá hoàn toàn cá không á nha. Rồi còn cái bàn này ăn xong còn vô kia nhập tiệc nữa chứ. Bàn này cao lương bị vậy không? Mà ngậm không? Cao lương bị vậy. Ngậm không à. Nó ăn giỏi lắm á, ăn thiệt lẹ để cho má còn ra ăn nữa nha. Dạ, dạ lớn lên. Giỏi, giỏi, giỏi. Nuốt đi là dạ. Nhịn đâu rồi. Nữa đi. Rồi. Rồi chúc quý vị ngon miệng, một bữa ăn ngon miệng. Dạ không, em muốn luôn à. Để cho Nguyệt. Dạ, chị